Đấy, cứ cái đầu tiên quay ra ngoài thì hai cái đầu tiên quay ra ngoài. Thế là đúng rồi. Đấy là chẵn muối rồi, không bị lẻ muối nữa. Bây giờ móc đi. Móc cái đầu tiên và cái thứ hai là được. Đấy, cái nhất hai là móc vào xoay ngang à, đúc vào giữa xoay ngang à. Đúng rồi. Đúng. Tiếp, cứ như thế. Thấy hình dung ra cái rèm chưa? Đúc vào cái thanh là thành cái rèm. Chẵn muối.